Đôi giày chắc là gắn chặt ngay đôi chân của em. Mình có thử luôn đi. Giờ mình ngồi xuống mình mang giày cho bạn gái luôn. Mình thử luôn nè. Thử xem có vừa vặn không. Trời ơi, ước gì có người mang giày cho tôi trời. Ước gì có người mang giày cho tôi trời. Ướm thử à. Anh thật bạn bè lắm này. Con mang số mấy? Dạ 38 là vừa. Vừa luôn hả? Trời ơi. Yến xào vàng yến, tinh hoa gìn giữ sức khỏe người cha. Con chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Con là tên là Nguyễn Đình Vũ ạ. Con sinh ra và lớn lên ở Quảng Ngãi ạ. Quảng Ngãi. Rồi con đang làm gì con? Dạ con đang làm tiếp thị ở Đức Trọng, Lâm Đồng ạ. Thôi mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu với mình nào. Em chào chị Ngọc Lan, em chào chú Quyền Linh. Em tên là Bùi Thị Bích Hương, năm nay 30 tuổi, lớn lên ở Bình Thuận. Hiện tại đang làm việc nhân viên văn phòng tại Nhân Trạch, Đồng Nai ạ. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì Vũ? Dạ chắc con là chịu khó làm ăn ạ. Và chịu khó làm ăn. Con biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa ạ. Dạ. Con làm ăn ở Đức Trọng bao lâu rồi? Dạ con làm 5 năm rồi. 5 năm rồi. Dạ. Công việc tốt không con? Dạ cũng được chú ạ. Dạ. Bây giờ nếu lấy vợ về thì mình định sinh sống ở Quảng Ngãi hay Đức Trọng con? Chắc theo là công việc của con là ở Đức Trọng mà nên là con con sẽ ở Đức Trọng lập nghiệp luôn. Dạ dạ. Mình có khuyết điểm gì không Vũ? Dạ chắc con nói chuyện ý là gặp gái mà con không biết cái gặp gái không sao biết nói. Cả. Dạ. Còn trong chuyện làm ăn thì giao tiếp tốt không? Dạ cũng được ạ. Rồi. Dạ. Mời nhà gái. Nhà gái ưu điểm khuyết điểm là gì nào? Dạ ưu điểm thì em có nhiều. Nói chung là chị hòa đồng với em, thân thiện với mọi người. Còn về khuyết điểm là hay quên hậu đậu. Em ở chung với mẹ em là mẹ em hay nói là mẹ cảm giác là ở một mình an toàn hơn là ở chung với em. Mẹ cảm giác là ở một mình an toàn hơn là ở chung với em. Bộ em hay gây họa lắm hả? Tại vì có nhiều lúc em đi về mà em quên khóa cửa, khóa cổng. Em sợ. Trời ơi, cô gái của chúng ta hay quên lắm đó. Đừng có quên người kế bên mình là được rồi. Ha? Dạ. Rồi mình nói về một chút về tình duyên đi. Nhà trai tình duyên như thế nào nè? Dạ em được 3 mối tình ạ. Mới được 3 mối tình thôi ha. Dạ. Mối tình ngắn nhất là bao lâu Vũ? Dạ ngắn nhất chắc cũng là 1 tháng ạ. Là 1 tháng ạ. Trời ơi, cái gần tháng được coi là mối tình không? Dạ, hai bên làm mối chứ ạ. Làm mối nên quen nhưng mà bé chắc có một vấn đề gì đó nên là bé kêu dừng lại. Nhưng mà mới 1 tháng là đã chia tay rồi. Dạ. Rồi mối tình dài nhất là nhiêu con? Một dài nhất là 2 năm, là con lúc con 18 tuổi chú. Ừ. Dạ, lúc 18 tuổi cũng chưa biết gì hết. Yêu nhau cũng gần cưới rồi chú. Nên mà xong một vấn đề là hai đứa chia tay. Vấn đề gì con? Dạ, ý là bé nó yêu con mà không được đàng hoàng chứ ạ. Rồi quen thêm nhiều người nữa đó. À, vậy là gần cưới rồi con mới phát hiện ra hả? Dạ, ý là con phát hiện ra là đó là mối tình đầu của con. Con chịu đựng coi thử như thế nào nên con chịu không được nữa. Nên... chịu đựng tới 2 năm luôn. Dạ. Rồi, đó là lý do chia tay các cuộc tình đó. Mà nhà gái. Rồi, tình duyên nhà gái làm sao? Em thì có quen một hai người nhưng mà chỉ dừng lại ở mức độ tìm hiểu thôi, còn chính thức là chưa có mối tình nào chị. Trời ơi, sao mà tìm hiểu làm sao mà thấy làm sao mà chia tay? Tại vì bạn đó, thấy bạn đó quen một lúc nhiều người á chị. Thấy bạn đó quen một lúc nhiều người á chị. Rồi thôi bây giờ chuyện cũ chúng ta bỏ qua ha, chúng ta nói để cho biết thôi. Bây giờ mình nói về chuyện mới đi nè. Bây giờ nhà gái muốn quen một người con trai như thế nào, nói cho chị Lan nghe. Em muốn quen một người là cao hơn em một cái đầu. Có công ăn việc làm ổn định, không hút thuốc, không tứ đổ tường, không lăng nhăng, biết nấu ăn vậy cũng được. Em có nghe bạn ấy bên kia nói là không có biết nấu ăn. Đúng rồi, bên đó là biết là tự lập mà. Bên đây ta tự lập 5 năm mà ta cũng ấy lắm rồi nha. Ý chí cầu tiến tất cả mọi gì đó, bạn này cũng thông minh lắm á. Bây giờ không biết cái thước đo nào mà để đo mà cao hơn cái đầu đây nè, khó quá nè. Không, đôi khi nhìn cũng biết rồi đó. Rồi giờ nhà trai mong muốn có người yêu làm sao? Dạ nói chung là học ít nhất là lớp 12. Em là tự lập nên là em cũng làm chủ. Nên nếu mà bạn gái mà không có việc thì về làm em với em vẫn được. Em làm về mảng gì? Em làm tiếp thị ạ. Tiếp thị bên bánh kẹo ạ. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Yêu cầu gì nữa không? Phải trung thủy ạ. Dạ vừa có hiếu với cha mẹ. Vậy là được rồi ạ. Dạ. Có gì không thích ở phụ nữ không? Chắc là lăng nhăng với theo là không có hiếu nên là em cũng không thích. Cái tổn thương cũ đúng không? Sợ người lăng nhăng đúng không? Sợ. Nhà trai hôm nay đi với ai? Dạ em đi một mình chị. Một mình. Được rồi, có gì chú Linh sẽ tư vấn cho. Dạ. Nhà gái. Dạ. Rồi, con đi với ai? Dạ con đi với bạn và đồng nghiệp.
Dạ xin chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan, chào anh và cùng toàn thể các anh chị cô chú ở trong trường quay. Em cảm thấy là anh trai khá là dễ thương, là một người có cái ý chí cầu tiến mạnh mẽ, và đồng thời là anh cũng là một người rất là tự lập. Em nghĩ là sẽ phù hợp với lại chị Hương, và mọi sự quyết định thì tụi em đều tôn trọng anh chị. Hiền lành nữa, cậu nói còn hiền lành nữa đó, thành ra mình cũng tin tưởng ha con ha. Được rồi, thôi bây giờ mở rào, hai bạn cứ thoải mái nói chuyện nha, để xem mình hợp tới đâu. Mời Vũ. Chào em. Hôm nay anh tới đây cũng có món quà là đôi giày. Anh không biết mua gì hết, nhưng mà anh thấy là đôi giày chắc là gắn chặt ngay đôi chân của em. Mình có muốn thử luôn đi, giờ mình ngồi xuống mình mang giày cho bạn gái luôn, mình thử luôn nè, thử xem có vừa vặn không. Trời ơi, ước gì có người mang giày cho tôi trời. Ước gì có người mang giày cho tôi trời. Ướm thử à. Anh thay quần về lắm này. Con mang số mấy? Dạ 38 mà vừa. Vừa luôn hả? Trời ơi. Mang luôn đi cho nó hên. Mang luôn đi, đẹp mà. Đẹp mà. Em cứ ngồi yên để cho nhà trai làm. Mang dài mà không mang được nữa thì thôi à. Mang dài mà không mang được nữa thì thôi à. Yeah. Mà người ta bảo là tặng giày là sẽ đi, mà tại sao bạn đang lại tặng giày? Ai nói? Thì đi về cùng với ảnh á. Thì đi về cùng với ảnh á. À đi về đó, đúng rồi đó. Hoàng tử mang giày cho công chúa ha. Rất thích hình ảnh mà con trai mang giày cho con gái nha. Gợi con tôi lớn mang giày cho tôi. Gợi con tôi lớn mang giày cho tôi. Dạ em cảm ơn ạ. Rồi cất đôi guốc vô trong hộp luôn Vũ. Dạ. Dạ em không biết tặng gì nên có cái tặng anh quyển sách. Cái này thì em thấy nó viết về tuổi thơ, tuổi học trò và tình hàng xóm. Em thấy có cậu bé rất là dễ thương. Em mong anh là chúc anh sức khỏe và lúc nào tinh thần là tươi vui như cậu bé trong chuyện. À, ok, là anh cảm ơn em. Rồi để đây Vũ. Bây giờ mình quay mặt đối diện đi, cùng trò chuyện đi. Dạ. Em có cảm nhận gì vậy? Em thấy anh rất là cũng điềm đạm, chín chắn. Còn tính tình thì sau này mình sẽ tìm hiểu thêm à. Nói chung là ngoại nhìn cũng ưa nhìn à. Còn anh cảm nhận như nào về em à? Thấy em rất là dễ thương. Dạ. Yeah, cũng đẹp gái. Dạ. Yeah. Anh rất run, nên là lại rất run. Anh không biết nói vậy sao với em á. Hiện tại anh đang làm việc ở bên Lâm Đồng, còn đúng em rồi. Là ở Nhân Trạch Đồng Nai. À. Thì anh nghĩ về thời gian mà gặp hẹn này nọ như thế nào à? Tháng xuống được 2 lần, chứ anh có công việc anh cũng hơn bạn đó. Dạ, một tháng 2 lần. Dạ. Em thì thấy cũng ok, không dạ. Sao ạ? À? Mình yêu xa chút xíu nó cũng thú vị lắm. Dạ. Khi nào mà tình yêu đủ lớn á, dạ, thì mình sắp lại gần nhau. Còn lúc sắp lại gần nhau không biết về Lâm Đồng hay là về Nhân Trạch Đồng Nai thì không biết. Nhưng mà hãy cứ yêu, rồi từ từ tính. Ha? Anh xin nghĩ như thế nào về trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình mình? Đối với anh là phải biết quan tâm tới vợ, tới con. Vậy sau này anh có dự định là sẽ về quê lập làm không, hay là sẽ cố định ở trên Lâm Đồng luôn? Anh chắc có dự định anh ở Lâm Đồng luôn. Dạ. Lâu lâu vì ba mẹ ngồi đó thì anh về anh thăm ba mẹ thôi. Cuộc sống anh chắc anh xa quê. Cuộc sống anh chắc anh xa quê. Quê em ở đâu anh, nãy là anh cũng chưa nghe rõ. Quê em là ở Bình Thuận, hồi trước là ở Bình Thuận nhưng mà hiện tại là chuyển lên là sống ở Đồng Nai luôn. Mẹ em đang ở chung với mẹ em là ở Đồng Nai luôn rồi. Khi nếu mà em có quen anh, em có thể cùng anh về Lâm Đồng sống luôn. Em nghĩ thì không có ai nói trước được tương lai, vấn đề là sẽ tùy vào hoàn cảnh lúc đó như thế nào rồi mình sẽ đưa ra quyết định phù hợp hơn. Rồi, bây giờ bước tới gần xíu nữa nào. Chúng ta bàn về những dự định kết hôn, bao lâu thì kết hôn, kinh tế rồi con cái rồi này kia đó. Có thể nói với nhau tất cả mọi thứ. Nếu mà quen nhau là em dự định là bao lâu thì mình sẽ đến là cái hôn. Em thì không có thiện là bao lâu hết. Vấn đề là do lúc đó như thế nào và hoàn cảnh như thế nào nữa. Thì thật sự là ba má anh cũng mong muốn anh có vợ lắm rồi. Thật sự là anh cũng muốn kiếm một người nào đó để về sống chung. Chứ ở mình vừa sống thì cũng hơi buồn nhàm chán. Chúng ta thử đưa ra một trường hợp, nếu hai đứa cãi nhau thì sự việc đó giải quyết thế nào? Nếu mà cãi nhau thì anh sẽ nhường nhịn em một chút để qua ngày mai đó anh với điện có thể nói chuyện và nhỏ nhẹ với em rồi cho em hiểu. Ý là anh nhận sai lúc đó rồi sau này anh sẽ giải thích. Đúng rồi. Ở xa thì sẽ ghen đó.
cho ta như thế nào, trao đổi luôn đi. Vấn đề là anh phải tạo niềm tin cho em. Giả sử như mà có làm sai vấn đề gì thì phải nói. Đúng chứ rồi. Đừng để mà để em tìm hiểu ra. Đúng rồi, thì phải nói ra cho mọi việc mình sửa sai từ từ. Chúng ta có dám can đảm xin lỗi lẫn nhau không? Nói luôn khi chúng ta làm sai. Em mà sai thì em sẽ không bao giờ xin lỗi hết. Mặc dù em biết làm sai nhưng mà em không muốn xin lỗi. Nhưng anh sẽ nhận diện em, tới lúc anh sẽ nói ra cho em hiểu và em biết vấn đề là em sai ở đâu và cũng phải sửa chứ. Nói chung là không sửa là không bao giờ biết cái lỗi mình ở đâu. Giả sử như là em biết em sai thì em sẽ im lặng và em sẽ tự sửa đổi. Nếu anh sửa đổi là em sẽ tự sửa đổi và ấy, chính nói chung là em không xin lỗi được. Phải xin lỗi chứ. Có thể là vì cái tôi mình cao, mình không xin lỗi ngay tại thời điểm đó. Nhưng sau đó là mình một lời xin lỗi cũng làm cho người ta cảm thấy ấm lòng lắm. Người ta cảm thấy là người ta không còn bị tổn thương nữa. Dạ, nói chung là sẽ cố gắng sửa đổi thôi. Cái đó phải sửa. Bạn này đã rất là cố gắng để nhịn rồi, để nhường rồi. Thì sau đó là lỗi ai là người đó phải nhận. Thật sự là anh rất là hiền luôn á, anh thề luôn á. Chắc nếu mà về chắc chửi chắc em chắc anh chửi anh cho anh dám chửi lại đâu, em chửi anh cho anh dám chửi lại đâu. Cái này không biết. Mình có thể giao lưu một bài hát nào đó với nhau, vẫn nắm tay nhau nhé. Dạ. Hôm nay anh tới chương trình này anh cũng có một bài hát, bài yêu của anh Khắc Việt. Đâu phải chỉ có yêu thôi là sẽ bên nhau trọn đời, phải có chia sẻ, có cảm thông em ơi. Đâu phải chỉ có yêu thương, chỉ có yên vui mỗi ngày, mà phải có lúc buồn rơi nước mắt cùng nhau. Mà phải có lúc buồn rơi nước mắt cùng nhau. Thôi con đi. Con thì hát hơi dở tí, nên là con sao? Hát bài Biển Tình một đoạn ngắn à. Nằm nghe sông vỗ từng nước xa, biển rộng ngân hà chỉ có ta, biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Dạ, rồi hai đứa về chỗ ngồi đi nào. Mời hai bạn để tay vào nút bấm. Bây giờ chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định. Và quyết định này là quyết định từ chính trái tim của mình, chứ không phải vì bất kỳ điều gì hết. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng hai đứa. Như vậy chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi nào. Trong những tay đó, một nụ hôn. Em cho anh đi phát nha. Dạ. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Chị sẽ coi nguyên nhân tại sao người để ế. Chị nãy giờ trong bụng chị cũng nghi lắm rồi đó. Bận chi bộ đồ vết cho nó già dữ vậy? Tại em bận bộ đồ này cho lịch sử. Chào em tên gì? Dạ, em tên là Ngọc Phúc ạ. Phúc năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em 25 tuổi. Bây giờ nhà Phúc đang làm gì? Dạ, em đã đi làm nhưng mà em nghỉ làm rồi để em mà đi học tiếp nâng cao cái trình độ của mình đó chị. Hiện tại bây giờ là đang nghỉ? Dạ, đúng rồi. Đang làm tìm việc làm đúng không? Dạ. Hay là đang tìm người yêu? Cả hai. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai bên đây. Đúng rồi. Đi. Dạ, đi. Đâu rồi? Em tham gia chương trình. Hả? Tham gia làm gì? Em tưởng tìm người bạn đời. Đó thì chưa có hả? Dạ chưa. Sao không có? Chưa tìm được đối tượng thích hợp rồi. Rồi, hỏi chơi căng thẳng chút xíu thôi. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Bảo Thành. Dạ, hôm nay 36 tuổi. Bạn Bảo Thành hôm nay 36 tuổi nha. Bạn đang làm nghề gì? Thì em làm mình đi khắc gỗ á. Hàng chị thấy cặp này đưa mình xem ha. Này em làm bản bản á. Anh Linh ơi, mà có vấn đề gì mà sao Thành mà mới bước ra mà nghe mọi người ở dưới cười vỗ tay thấy có vẻ tán thưởng dữ vậy? Tại vì bạn hôm nay hơi đẹp trai. Đó không? Em đang còn suy nghĩ lại những cái cặp mà mình làm mai trước đây, hình như cặp này là cái độ tuổi chênh lệch hơi nhiều đó đúng không?
Bạn bên đó sinh năm mấy? Bên đây mới 25, bên kia tới 36, là hơn tới 11 tuổi lận. Cái gì vậy Tường? Sao? Tình yêu mà nói tuổi tác đâu đây? Thôi để em hỏi bạn gái này đi. Em thấy sao về vấn đề này? Dạ, điều đó không thành vấn đề. Em đâu có được mấy mối tình rồi. Cũng đàn luôn. Mà những người đó có ai lớn tuổi nhiều hơn em như anh ngồi bên kia không? Dạ chưa, từ 4 tuổi trở lại. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm nha. Bạn nghe bạn nghĩ sao bạn Thành? Nghe cũng hồi hộp. Bên kia đã trải qua vài mối tình rồi, bạn trải qua mấy mối tình rồi? Cũng có hai mối tình. Lý do tại sao mà không thành? Chắc duyên số chưa tới. Hay là bạn khó tính quá? Nó cũng có chút chút mà. Cái quan niệm về tình yêu bạn như thế nào? Đó là xuất phát từ hai phía cùng xây đắp ha. Nhưng mà ý bạn xây đắp như thế nào? Bạn muốn người yêu mình như thế nào? Dễ thương, hiền, biết chia sẻ, quan tâm mọi người. Vậy thôi, cần đẹp hay xấu? Đẹp chút chút mà. Chút chút là bao nhiêu? Khoảng 7 điểm. Đó, người ta cũng nói điểm phải là 7. Tự bản thân em cảm nhận về mình như thế nào? Chắc em cũng được 5 điểm. Được 5 điểm thôi. Mẫu người lý tưởng của em thì như thế nào? Phải chững chạc, có công ăn việc ổn định, có một chút xíu hài hước với lãng mạn. Còn về ngoại hình? Có nụ cười đẹp. Đẹp cỡ ai? Giống như một anh chàng diễn viên mà em từng coi trong một bộ phim của Philippines. Trời ơi, bên kia có nụ cười đẹp giống diễn viên Philippines không? Hả? Bên đây hả? Việt Nam cũng có chịu đâu đẹp mà có Quyền Linh ở lại rồi đó. Nụ cười cũng có duyên lắm mà. Tôi xin hỏi bạn à, nếu như bây giờ á mà bạn nhìn thấy cô gái kia bạn rất là thích nhưng mà không đủ cái tính chất mà để bạn đưa ra thì bạn nghĩ sao? Này chắc em cũng chấp nhận à. Ủa sao kỳ vậy? Mà đưa ra trong không đủ mình cũng chấp nhận luôn hả? Tại vì em cũng lớn tuổi à. Có nghĩa là lấy đại à, cái quan điểm này là em không đồng ý nhanh lên nha. Đợi lấy vợ chứ đâu phải là đi mua bó rau bó cải gì đâu. Đây nè em, nếu mà bên kia mà không đủ cái chuẩn của em thì em có lấy đại không? Chắc phải suy nghĩ. Người ta già kệ người ta, mình mới 25 tuổi à, tương lai mình còn dài phía trước đúng không em? Nhưng mà giờ em biết nấu ăn không? Dạ biết. Chứ bên đó tuy già nhưng hơi kém. Nghe người già hoài. Xin lỗi, Tường qua bên đây nhìn đi thấy trẻ lắm, không có già đâu nha. Tôi không biết, già không... là già hơn cô gái ở bên này là được rồi. Chưa chắc nhiều khi tuổi nhỏ mà mặt già nha. Đây tuổi già cao mà mặt trẻ nha. Thôi bây giờ tuổi già hay con già? Chị sẽ coi nguyên nhân tại sao người này ế. Chứ nãy giờ trong bụng chị cũng nghi lắm rồi đó. Bận chi cái bộ đồ vết cho nó già dữ vậy. Tại em bận bộ đồ này cho lịch sự. Nói chung là giờ mình thấy mình tuổi lớn lớn, mình có mặt màu mè chút xíu cho nó trẻ trung chút xíu ha. Hồi nãy bên kia có yếu tố rất là hay là thích chàng trai lãng mạn. Em có lãng mạn không? Có chút à. Có chút là khỏi nào? Mua quà, bông hoa là tặng. Có những điều gì mà em không thích ở phụ nữ em nói nghe. Tính hay nhiều chuyện á. Ám đúng không? Còn không thích gì nữa? Ông này bỗng cua gái một năm bỗng dính tôi cua vậy nè. Cái gì nó chậm chạp làm sao mà ế là đúng rồi. Bên kia là... cái gì mà hùng hổ dữ vậy? Bên kia thì cao, bên đây thì mập. Nói chung nó trời thôi chứ đây mập mập dễ thương, tròn quý phái. À chờ em hồi hộp không? Hồi hộp bên kia được đấy. Bây giờ xu hướng là phải tròn tròn thì bù cho nhau thôi. Bên rồi. Kia thiếu thịt thì bên này dư thịt. Bây giờ chúng ta sẽ cho hai người gặp gỡ với nhau để xem duyên có đến hay không. Nào xin mời Phan kéo lên. Kéo lên. Chào em. Dạ chào anh. Ra đi chứ mà cái chuyện có nhiều chuyện ghê. Hôm đó mà... tới sáng mới nói được câu nè. Quê em ở đâu? Dạ em ở đây ạ. Tiếp. Em nhà em có đông anh chị em không? Dạ có một mình em nè. Dạ. Anh có món quà làm tặng em. Dạ. Nghĩa gì vậy trời? Mới gặp hơi lộ à. Món quà này em rất là thích, cảm ơn anh. Tiếp đi. Cái lúc rảnh rỗi anh coi làm gì? Dạ thì em thường đi nhà sách hoặc là nấu nướng, nấu một vài món cho gia đình ăn. Em có thường đi xem phim không? Cũng ít lắm mà. Em thích đọc sách nhà thôi. Mình có thể cùng đi xem phim không?
Câu này được à? Từ nãy giờ mới thấy câu này được á. Thôi suy nghĩ. Cái gì em nói này là... Cái gì vậy? Em hỏi bạn cái gì cũng hỏi em. Trời đất ơi. Sao hỏi ta tự nhiên bắt ta hỏi. Chững chạc đó, lớn tuổi đó, nhiều kinh nghiệm đó. Vỡ mộng chưa? Tiếp đi, tiếp đi. Em có sở thích gì thế nào? Thích nghe nhạc, là đi ăn uống với bạn bè, hoặc là đi qua thăm bà ngoại. Ê, bà ngoại với em thì không có ở gần nhau, nhưng mà ngoại cũng chăm sóc em từ nhỏ nên ra cũng thỉnh thoảng hay qua thăm. Thích thăm bà ngoại. Rồi thôi hết chưa? Bạn có thích bà ngoại, bạn thích thăm bà nội không? Có. Có hả? Rồi bây giờ tôi sẽ đếm 1, 2, 3. Nếu các bạn đồng ý các bạn sẽ nhấn nút, còn không đồng ý chúng ta không cần nhấn nút. Mời các bạn đặt tay ra sau ghế. Bây giờ suy nghĩ kỹ nha. Xả quần xuống rồi. Hồi nãy ta đi coi mắt thì không xả, bây giờ nhấn nút xả gì được nữa. Từ hẹn bồ sẵn quần vậy sao được. Chuẩn bị. 1. Mày nhìn ông sao không ơi? Và... Ba! Rồi, mời các bạn đứng lên. Ủa? Không, không. Khoan, 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 khoan. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bạn cái gọi Nguyên đó. Hết ba rồi, tại sao bạn không bấm? Em phải suy nghĩ kỹ nha. Lúc đầu bạn chưa muốn bấm, nhưng lý do cuối cùng tại sao bạn lại bấm? Dạ, tại vì ở người bạn này em thấy có một cái gì đó cho mình tin tưởng. Nghĩa là lâu lâu mới tin tưởng, đúng không? Em cũng biết sao mà suy nghĩ kỹ rồi em thấy là mình nên bấm. Theo quy định thì tới 3 sẽ không được bấm nữa. Còn bạn bấm thì cũng không có kết quả. Nếu vậy thì sao? Bạn có thấy tiếc không? Ra ngoài sẽ hẹn. Hả? Ra ngoài sẽ hẹn. Trời ơi! Mình thua đi anh. Trời ơi. Mình thua đi. Theo các bạn có đồng ý không? Rồi mời em. Hèn chi chậm mà ế. Lý do tại sao bạn bóng hẹn hò với bạn nữ? Thế bạn ấy dễ thương. Đủ 7 điểm cho em. 6 điểm rưỡi à. Trời ơi. Thôi 6 điểm rưỡi là cũng được làm tròn rồi. Dù sao thì cũng chúc mừng hai bạn, cảm ơn hai bạn rất là nhiều vì cuối cùng thì cả hai cũng đã đồng ý hẹn hò với nhau. Và bây giờ mời hai bạn chờ một lát để chúng ta tham gia vào vòng quay may mắn. Mời hai bạn. Cảm ơn. Hai bạn bắt tay nhau. Cũng cảm nhận được rồi ha. Cái chuyện men hay không thì em tự kiểm tra nha. Rồi. Nha. Dạ. Định qua thăm đàn gái còn sao dạ. Mà qua đây phỏng vấn đàn trai dữ ha. Để xem đàn gái. Dạ, ừ. Trai. Chờ đàn gái. Sao anh? Đàn gái. Dễ thương. Được. Em sao muốn lấy chồng cao dữ vậy? Dạ. Mẹ em nói cao tới 1m7. 1m7 rồi hả? Nó còn khúc nữa mới được. Nhưng mà dễ thương lắm ha. Không sao đâu. Bây giờ do dinh dưỡng, do môi trường, do rất là nhiều thứ thì con nó cái nó sẽ cao chứ không phải là do cha mẹ cao là con cao đâu. Dạ. Ha. Bữa chỗ ông cho anh có ông kia cao 2m để con ra cao 1m1 à. Đừng lo nha. À, em không thích điều gì, em ghét nhất cái tật xấu người đàn ông là tật gì? Nói nhiều. Nói nhiều. Dạ. Em thấy anh bây giờ nói nhiều không? Dạ không, nói vừa. Nói vừa đúng không? Dạ. À, cưới liền được không? Dạ cưới liền ạ. À. Cưới liền hỏi ý kiến ba mẹ em. Chào mọi người ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Trang, năm nay em 24 tuổi. À, hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. À, hiện em đang làm quản lý nhà hàng và bên cạnh đó là học thiết kế đồ họa. À, Trang quê ở đâu? Em quê ở Khánh Hòa. Quê Khánh Hòa vào đây lâu chưa? Dạ em vào đây hơn 2 tháng. Mới 2 tháng à? Ồ, rồi Khánh Hòa ha. Trang từ Khánh Hòa vào mới 2 tháng thôi. Trang mới có 2 tuổi hả Trang? Dạ. Em 20 tuổi hả? 24 tuổi anh. 24. À, Trang đến từ Nha Trang. Rồi em giới thiệu em đi em. Chào anh Quyền Linh. Chào chị Cát Tường. À. Chào tất cả quý vị khán giả. Chào bạn gái bên kia. Em tự giới thiệu em là Đồng Thanh Nghĩa, sinh ra tại Quảng Nam và hiện làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em tên Nghĩa hả? Bên kia tên Trang. Hai cái tên em nghe cũng hơi buồn anh. Dạ. Nghĩa. Thôi mình nói Trang Nghĩa đi nha. Xin chào Trang Nghĩa.
Rồi. Nghĩa làm công việc gì? Dạ em làm bên quản lý chất lượng của một công ty bê tông thương phẩm chị. Em ở quận mấy vậy Nghĩa? Em ở Nhà Bè nhưng mà giáp với quận 8 anh. À rồi, được rồi, rồi. Trang. Bạn Trang, bây giờ mình bắt đầu từ Trang trước hết nha. Rồi, điểm mạnh điểm yếu đừng của em bắt đầu gì, từ Trang? Nghĩa à, điểm mạnh của em thì em khá là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người khác, biết nấu ăn, nấu ăn ngon, có thể nấu được tất cả các món. Em biết làm các đồ handmade. Và hát được, kỹ được. Vậy là tốt rồi, còn điểm yếu? Dạ, điểm yếu thì như em không có điểm yếu. Không có điểm yếu gì luôn hả? Hay quá. Thôi điểm yếu để ta tìm hiểu đi ha. Thôi bạn Nghĩa, bên kia không có điểm yếu gì, bạn có điểm yếu gì không? Dạ em chủ yếu là ưu điểm thôi anh. Dạ ưu điểm của em cũng rất là nhiều. Thí dụ như hát được, làm thơ được, nấu ăn được. Dạ. Thôi hát bài cho nó vui lên coi nào. Để nghe buồn quá. Nào hát vui lên cái bài gì? Dạ em xin hát một đoạn. Rồi dạ. Nếu em yêu cái mặn mà thì về Quảng Nam quê anh. Nếu em ưa cái nồng cây thì về Quảng Nam ân tình. Người ở miền Trung không ngại mưa ngại gió. Người ở miền Trung em về em sẽ thương. Bài cũng hơi buồn ha. Trang có bài nào vui vui không Trang? Dạ. Em hình như cũng bài buồn như vậy. Buồn luôn hả? Thôi cái gì nó vui thì buồn chán lắm. Thôi bây giờ mình nói qua tình trường đi. Tình trường sao em? Dạ em có 3 mối tình. 3 mối tình? Dạ. Mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi? À, gần đây thì hơn 1 năm. Hơn 1 năm? Dạ. Quen được bao lâu? Em quen hơn 2 năm. Lý do tại sao chia tay? Dạ là anh ấy đi công tác chỗ khác xong rồi xả lòng người khác. Ồ. Vậy là gặp ngay người đàn ông không chung thủy rồi đúng không? Bây giờ hết buồn chưa? Dạ hết rồi. Hết rồi phải không? Rồi. Bạn trai tình trường của mình sao? Có mấy mối tình rồi em? Dạ tình trường của em là chắc là con số 0 luôn á chị. Gì? Chưa quen ai hết luôn hả? Dạ đúng rồi chị. Tất cả mối quan hệ đều em dừng ở mức bạn bè và đồng nghiệp thôi chị. Dạ. Em có mối tình đơn phương nào không? Dạ không. Thực sự là với tính cách của em cũng hơi cá tính một chút xíu nên chưa có cảm nhận gì về tình yêu với một người khác giới hả? Dạ đúng rồi. Với đồng nghiệp là chỉ là tình đồng nghiệp và tình bạn như vậy anh. Dạ. Có một cảm giác gì với một người phụ nữ nào không? Cũng có anh, cũng có nhưng mà em lo cho công việc và tương lai của mình hơn. Với lại có nhiều lúc em chưa chuẩn bị được cái tâm lý. Cũng tâm lý là, gì vậy, Nghĩa? Ví dụ như là em không muốn mình yêu một ai đó mà mình không có công việc ổn định, mình không có đủ khả năng chăm sóc lo lắng người ta. Tức là lo dạ. sự nghiệp trước đúng dạ, không? Đúng rồi. Bây giờ dạ. sự nghiệp ổn định chưa? Dạ giờ là em nghĩ là cũng tương đối ổn định rồi. Rồi, dạ. bây giờ mình sẽ tìm cho một người yêu như thế nào? Mẫu người yêu của em thì cũng đơn giản thôi. Một người nội hình ưa nhìn và biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Dạ. Cái này cũng dễ mà. Dạ, và đặc biệt là phải tự cao một chút xíu. Cao hả? Cao mét mấy? Không không anh, tự cao ấy là cái ngoại hình, tự cao là cao tự nhiên anh. À. Tự cao là tính cách, tự cao là ngoại hình. Rồi, dạ. tự cao ha. Rồi còn gì nữa không Nghĩa? Với lại biết quan tâm chia sẻ với chồng mình cũng như là mọi người thôi. Dạ, đừng có sống kiểu một mình quá. Rồi, bạn nữ. Em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì phải cao này, mét 7 trở lên. Mét 7 trở lên. Dạ, tại vì mét 7 thì sau này con em nó sẽ cao. Rồi. Thấp được không em? Dạ thấp thì con nó lùn quá, mất công. Không có đâu. Sao? Trời bây giờ nhiều khi từ đất lên tới vai có mấy 5-5 anh em ơi. Dạ. Từ dưới chân lên vai mấy 5-5 à. Con vẫn cao. Dạ biết đâu được gì, lỡ mai nó vào trong số ít thì sao? Về mọi bạn trai của em thì phải quan tâm được người khác, đừng có ích kỷ, đừng có vô tâm, phải có chí hướng của mình, đừng có gia trưởng quá. Có điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ không thích thì không thích, em không thích chơi game. Chơi game? Dạ. Cái đó không có đâu em yên tâm đi, anh cũng rất ghét cái đó luôn á. Còn cái gì không về ngoại hình? Có điều gì em? Dạ ngoại hình thì đừng có đen quá, đừng đen hơn anh Quyền Linh là được. Về đừng hói. Không hói? Dạ. Ít tóc như anh Quyền Linh thôi.
Cũng được. Dạ. Có gì nữa không? Có cái gì khó khăn hơn nữa không? Có mẫu người lý tưởng như thế nào không? À, phải chơi thể thao. Phải chơi thể thao. Có chơi thể thao gì không? Dạ, nếu mà bóng thì em chắc em chơi được bóng chuyền. Dạ. Bóng chuyền. Dạ. Cũng được, cũng dạ. Cao ráo, săn chắc, roi roi nhưng mà nhìn cũng mạnh khỏe. Anh có tập gym không anh? Tập gym mà nhiều lúc cũng muốn nhưng mà công việc mình chiếm cũng nhiều thời gian lắm nên mình không tướng này chưa có gym. Dạ không tập gym thì yên tâm gì được cái gì tại tập gym á chị sợ sau này gây ẩn thì mất công. Gây ẩn là cái gì? Sau này thì lộ ra gây ẩn hả? Dạ. Ý là sao em? Ý là muốn tập gym hay là không muốn? Em nói thẳng thôi. Dạ không. Ý là không muốn đúng không? Dạ. Rồi không tập. Mừng quá hả? Mừng quá hả em? Không, em nghĩ là nói thẳng đi, vòng vo. Ủa sao tập gym là gây ẩn là sao nãy giờ chưa hiểu cái vụ đó luôn á. Tại chị bây giờ tập gym, con trai tập gym thường hay quen với nhau ở trong phòng gym. À, con trai tập gym là thường quen với nhau trong phòng gym. Ở cái này một tư tưởng mới để tôi nhét vô đầu tôi coi, trời ơi thiệt. Không hiểu nổi. Rồi sao em đi, chừng nào tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ là nếu mà được thì tìm hiểu thật lâu, cỡ 2 năm là được. 2 năm? Dạ, hơn 1 năm. 2 năm được không? Dạ, 2 năm được, 2 năm mới học xong rồi. À, em đang học cái gì nữa? Thiết kế đồ họa. À, đang học 2 năm nữa xong thì thôi cũng được. Chị thấy hơi trễ nhưng bạn này nó được là được rồi. Dạ. Rồi, nhưng mà mình chưa có yêu ai hết rồi mình có kinh nghiệm gì không? Rất là nhiều kinh nghiệm đúng chị? Kinh nghiệm đâu ra mà thật sự rất... là bạn bè em. Ví dụ như bạn bè em cưới vợ thì nó khó khăn gì đó mình cũng chia sẻ cho nó. Dạ, nhưng mà khó khăn gì đó là nó khó khăn chia sẻ, nhưng mà còn cái chuyện nói với vợ nó là sao em chia sẻ được, sao em có nhiều lúc gì? Nó cũng tâm sự với mình mà mình cũng chỉ cho nó. Nói chung em cũng thuộc tiếng người cũng rất là tâm lý. Dạ. Em chỉ gì sao? Ví dụ như nó giận vợ thì mình có thể là mình chỉ nó sao là để nguôi giận đồ, rồi ví dụ mua quà tặng đồ này kia. À, mình có thể tư vấn chỉ cho nó mấy cái chiêu trò để dạ, nó dạ. Làm gia lan một chút xíu vợ, chị không? Dạ. Nhưng mà làm chồng em đâu có chỉ được, biết không? Là sao chị? Biết cách làm chồng không? Cười nó hỏi thiệt cười. Thì có thể là trao đổi qua lại chị. Mình đưa nó một cái gì đó nó thích thì nó có thể chỉ lại cái kiến thức cho mình. Ví dụ mình tư vấn cho nó về tặng quà chẳng hạn, hay là bất giận cũng được. Nhưng mà nó phải đưa những cái kiến thức của nó về gia đình, về cuộc sống gia đình của nó. À, nó có dạy dạ. Em rồi phải không? Dạ, dạy cách làm chồng sao là phải chỉ rồi phải không? Dạ đúng rồi. Nhiều lúc ví dụ như vợ nó giận thì... nó có thể là như thế nào đó mà để vợ nó không vặn giận thì nó cũng có nói lại cho mình biết. Dạ. Đó cũng là lý thuyết thôi ha, chứ từ lý thuyết đến thực hành cũng còn xa lắm. Dạ đúng rồi chị, rất xa luôn. Rồi hy vọng là em thực hành được. Rồi bây giờ lấy nhau về lập nghiệp ở đâu? Em nghĩ là công việc của mình nó ổn định ở đâu thì ở đó. Dạ. Có làm dâu không em? Thực sự là không làm dâu. Không làm dâu. Rồi ok, thôi nãy giờ nghe nhiều đó cũng cảm nhận được rồi ha. Dạ. Cái chuyện men hay không thì em tự kiểm tra nha. Rồi. Nha. Dạ. À. Định qua thăm đàn gái coi sao dạ. Mà qua đi phỏng vấn đàn trai dữ ha. Để xem đàn gái. Dạ, oh. Trai. Chào em gái. Sao anh? Đàn gái. Dễ thương. Được. Em sao muốn lấy chồng cao hơn dữ vậy? Dạ. Tại mà em nói cao tới 1m7. 1m7 rồi hả? Nó còn khúc nữa mới được. Nhưng mà dễ thương lắm ha, không sao đâu. Bây giờ do dinh dưỡng, do môi trường, do rất là nhiều thứ thì con nó cái nó sẽ cao, chứ không phải là do cha mẹ cao là con cao đâu. Yeah. Ha, bữa chỗ ông cho anh có ông kia cao 2m để con ra cao 1m1 à. Ngộ đừng có lo nha. Yeah. À, em không thích điều gì, em ghét nhất cái tật xấu người đàn ông là tật gì? Nói nhiều. Yeah. Em thấy anh nãy giờ nói nhiều không? Dạ không, nói vừa. Nói vừa đúng không? Yeah. À, cưới liền được không? Dạ cưới liền hả? À. Cưới liền hỏi ý kiến ba mẹ em nữa. Ủa ba mẹ cho mới chịu hả? Dạ. Thí dụ ba mẹ không cho thì sao? Năn nỉ. Có ba mẹ ở đây không? Dạ có. Có ha. Chúc năn nỉ nha. Được á. Được. Đàn được. Trai chịu à. Rồi vậy bây giờ hỏi ý kiến ba mẹ nha. Hỏi dạ. Ý kiến người thân ha. Rồi dạ cháu xin chào cô chú ạ. À. Xin chào hai MC, dạ. Xinh đẹp, Viền Linh và Cát Tường. Dạ. Xin chào mọi người trong trường quay, chào cháu. Tôi là mẹ của Trang. Hôm nay là Trang với là cháu đến ngồi ở trên cái đến trường quay này là đã làm cùng một là cái duyên của cháu và Trang. Thì cô cũng mong cho cháu và con của cô tìm hiểu
đỡ mình trao nhau đi đến bến bờ hạnh phúc. Điều thứ hai, tôi xin thay mặt gia đình xin cảm ơn chương trình Viền Linh và Cát Tường đã cho gia đình chúng tôi đã đến có mặt ngày hôm nay tham dự chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Một lần nữa tôi xin cảm ơn chương trình. Tôi muốn Viền Linh và Cát Tường hãy chung tay và làm cái chương trình này để dài lâu hơn nữa và có nhiều bổ ích và ý nghĩa hơn nữa. Còn theo má nhận xét cháu trai bên này thì theo má nhận xét thì Viền ngồi thì được. Trai thì như vậy là đủ rồi. Còn bên trong thì mà chưa biết được. Còn chuyện giao tiếp thì thấy bạn trai bên này thì cũng rất là vui vẻ, thì má cũng ok. Thì nếu hai con mà tìm hiểu thì cho một cơ hội để bấm nút để tìm hiểu sâu hơn, đi đến bên bờ hạnh phúc. Cuối cùng cảm ơn chương trình. Cảm ơn cô. Vậy là má ok rồi đó. Hai đứa nhắm sao nhắm chứ má ok rồi đó. Rồi, em trai đi với ai? Dạ, em đi với gia đình của hai người dì. Dạ. Dì ruột á hả? Dạ. Rồi, dì cũng như mẹ ha? Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, xin chào khán giả của trường quay. Riêng về em nhận xét về bệnh em gái bên này thì em thấy cũng dễ thương. Thấy cũng... Ở Khánh Hòa thì mình Quảng Nam mình đi vô thì mình ghé luôn cũng tiện lắm, không có sao soi mấy đâu. Dạ thì thấy cũng dễ thương, cũng ngoan đấy. Về phần Nghĩa thì mình thấy nó cũng rất là hiền, có ngoan, về quan tâm và cũng giúp đỡ nhiều người khác. Và chương trình đã đến đây rồi thì mình xin nhấn nút bấm hay là cho nó vui. Trời ơi. Bấm cho nó vui à. Dạ, thấy cũng được. Dạ, em thấy cũng được. Thấy được hai đứa cũng đẹp đôi, dễ thương. Dạ. Dạ rồi, xin cảm ơn ạ. Dì kế bên là mẹ là dì luôn hả? Chị kế bên. Dạ, hai chị em sinh đôi ạ. Dạ. Dạ, hai chị em sinh đôi. Dì có ý kiến gì không? Dì phát biểu vài câu đi dì. Dạ, em thấy em thấy bạn gái bên đây thì 24 tuổi nhưng mà tiếc cái tên thì nó hơi nghĩa trang thì thấy nó không được hay lắm. Nhưng mà thấy hai bạn thì là đẹp đôi. Nhưng mà thôi kệ đi, cái tên không quan trọng đâu. Quan trọng là mình về sống với nhau như thế nào. Có đám cưới thì mình kêu ngược lên với người Linh cho nó mời cô dâu chú rể. Dạ đúng rồi. Không phải vậy, không phải em nói. Còn Nghĩa thì thấy Nghĩa thì về Nghĩa thì về biết là nấu ăn rất là ngon nè, rồi cũng rất là lo cho gia đình. Dạ. Nên thấy thì mong mà hai đứa bấm nút đi. Dạ. Mai mốt có gì nó về đổi tên từ Nghĩa thành dạ. Nhiều tên Nha chẳng hạn, như tên Trang, như Nha Trang luôn nó gọn. Thấu kệ đi. Sao Nghĩa nói gì Nghĩa? Dạ em có ý kiến là dạ. Dạ. Dù có tên gì đi chăng nữa thì nếu mà Nghĩa Trang thì bình thường, ai đâu cũng phải Nghĩa Trang hết, đi đâu không Nghĩa Trang. Đúng rồi, đi đâu cũng phải về Nghĩa Trang thôi. Ví dụ đám cưới nghe đọc là xin giới thiệu cô dâu chú rể Nghĩa Trang. Trang Nghĩa đi anh. Trang Nghĩa. Trang Nghĩa đi. Không, dạ. Ở nhà có tên gì khác không? Em tên Nghĩa thôi à. Có tên gì khác không? Dạ không. Không có. Có thể tên Tèo, tên Tí đó. Thật sự là không có. Mà nên dạ. Anh nghĩ này nè, về phong thủy á dạ. Thì thôi, thí dụ như hai đứa yêu nhau kiếm cái tên nào là lạ, ví dụ gia đình hai bên đặt cái tên là lạ đi. Một là đổi tên bên kia, bé Trang tên gì? Ở nhà tên gì Trang? Dạ, ở nhà tên Bé. Hả? Tên Bé ạ. Ở nhà tên Bé hả? Dạ. Nghĩa Bé. Bé Nghĩa, Nghĩa Bé. Bé Nghĩa, Nghĩa Bé. Rồi, hôm nay chúng ta mở rào cho Bé Nghĩa gặp nhau. Rồi, kéo rào. Lần đầu gặp nhau có món quà này. Dạ, em cảm ơn anh. Đó, hoa nè. Em cảm ơn. Tặng con heo đó làm chi vậy? Dạ, phụ nữ là phải là tay hồn chìa khóa cho gia đình. Em tặng con heo nó thật cân như điều đó chị. Em cũng có món quà tặng anh. Cái này là do em vẽ. Nó vẫn chưa có mặt của chú rể. Dạ, mình vẽ luôn vô ha. Dạ.
vẽ luôn. Đâu được coi. Trời, nghĩ sao vẽ người không có đầu. Trời ơi. Giờ... đúng là nghĩa trang thì. Bây giờ. Bé bé bé. Bây giờ bé bé nhìn cái hình này ha. Nhìn đây, bé vẽ liền vô cho nó phong thủy tốt nha. Vẽ đi bé. Trời ơi, rồi, ngồi đi luôn nha. Ngồi đây cho bé vẽ. Nghĩ sao mà vẽ để cái đầu không vậy trời, thiệt chứ. Ý nghĩa cũng lạ thiệt. Tại em chưa có biết mặt mũi ảnh hay sao á. Thì ta khoan vẽ, không thấy ông ấy vẽ cái từ cái lưng cái bụng trở xuống thôi. Vẽ rồi, gì? Ngồi nhìn coi là nhìn nghĩa vẽ đi bé. Có ba lúng đồng tiền kìa. Không, tóc hai bên nó hơi lém lém lên rồi đó, không. Tóc sừng sừng sừng. Đẹp nha. Ta đẹp trai đó. Nhìn đây nhìn tôi hồi vẽ xấu quắc à. Vẽ chừng nào xong báo nha. Nghĩa bé cũng hợp ha. Bởi tụi nó bé bé vậy ha. Mà bé nghĩa cũng hợp. Trời ơi. Nó cũng dễ thương. Kỳ này về làm buổi chè rồi. Xôi chè rồi ha. Nhớ nha, nhớ xôi chè, nhớ gửi tặng anh với nha Nghĩa. Dạ dạ. Xong rồi ghi tên bé Nghĩa vô luôn nha. Có giống không? Kiểm tra chút rồi. Dạ dạ. Không chưa? Xong rồi. Giống này trời. Trời ơi. Gì mà. Giống đó anh, em thấy giống mà. Đẹp. Trời ơi. Giống mà. Không, giống em, giống em, giống em. Nhưng... thôi. Dễ thiệt. Không, cái này là giống. Hả? Cái mỏ giống kia kìa. Cái nó màu hồng mà anh màu, hồng, màu đen tô mình lên là giống đó. Thôi nói chung dễ thương. Đây tặng em nè đó. Ghi vô coi. Bé Nghĩa. Bé Nghĩa vô coi. Ghi Nghĩa Trang thì cứ ghi. Đây ghi là Trang Nghĩa nè. Đúng rồi. Đây đây lại đọc từ đây qua đây là Trang Nghĩa. Đúng rồi. Vậy muốn viết sao viết đi. Tôi không biết phong thủy đó nha. Ngày hôm nay là ngày rất đặc biệt á. Nữa sau này các bạn xem lại cái hình ảnh này, các bạn sẽ thấy nó ý nghĩa thế nào. Rồi, đó, đem qua tặng bạn luôn. Trang Nghĩa. Rồi, cảm ơn em. Rồi, hai bạn trò chuyện với nhau đi. Không bao giờ quên món quà này nha. Giờ em đang sinh sống ở đâu? Nghĩa có làm thơ gì tặng bạn gái đó, đọc cho bạn gái nghe đi. Bình Thạnh nè. Nghĩa, đọc thơ bạn gái nghe đi. Bạn có thích thơ không? Có anh. Hôm nay mình có một bài thơ tặng cho bạn. Anh em đi, không có bạn gì đây chứ. Hôm nay đến với chương trình, mong cho hai đứa gọi mình gọi ta, mai sau chung một mái nhà, nhìn đàn con nhỏ của ta lớn dần. Ôi. Chưa chi mà làm thơ cả đàn em con nhỏ rồi. Rồi tâm sự đi hai bạn. À anh thấy em sao? Rất là dễ thương luôn. Mình học bao nhiêu năm nữa mình xong? À em học là 1.5 năm. Có nghĩa là mình học còn... 5 năm rồi. Dạ không, em chỉ học là học học hệ ngoài đại học thôi. Mình vào đây mình sinh sống với ai? Mình ở với ai? Hay là mình ở... ở một mình ạ. Mình ở đó mình nhà mình đó, ấy là nhà mình ở quê á, có gần bến xe hay ga tàu hay là sân bay gì nhà không? Gần biển. Tất nhiên là biển rồi, Nha Trang là biển rồi. Ấy là cái phương tiện đi lại nó có tiện cho mình không? Dạ có, gần xe nằm ở trên đường quốc lộ 1. À dạ hả. Nhà mình đông anh em không? Dạ, em có 2 anh. À, có nghĩa là 3 người mình lũ. Mình. Dạ đúng rồi. Mình là ai? Mình là ai? Ai là mình? Nhà ai hỏi tiếp đi.
Ví dụ như em có thoải mái khi mà anh có việc anh phải đi làm đêm hay là đi ăn nhậu với bạn bè không? Dạ không, em cái đó em thoải mái lắm, ăn nhậu thì càng tốt, em cũng nhậu được mà. Vậy thì hai buồn hai đứa cùng nhậu cũng được. Dạ đúng, em đang định nói. Nếu mỗi lần hai đứa giận nhau thì làm gì? Tất nhiên là hai người giận nhau thì phải có một người xuống nước trước anh. Dạ, em cũng quan điểm điều đó rõ ràng lắm. Ví dụ em như ví dụ như vợ giận thì chồng chớ đi xa, và chồng giận thì vợ chớ lại gần. Còn hai người cùng giận thì phải một người xuống nước, đặc biệt là người chồng. Dạ đúng rồi, vậy là anh sẽ vô xuống nước trước đúng không? Đúng rồi. Dạ đúng. Nào cũng nói vậy hết. Nói là một chuyện, làm là một chuyện đó không chị? Thì đó. Dạ. Em cứ nói đã làm em chưa biết. Bà nghĩ gì về hôn nhân? Nói với nhau nghe đi. Em nói đi, nãy giờ nói nhiều rồi. Em thì tại vì vừa mới gặp cho nên em chưa nói gì được nhiều hết. Thì sau này có hy vọng là mình quen nhau thì mình sẽ tìm hiểu với nhau nhiều hơn. Còn quan điểm của em về hôn nhân, về gia đình thì sống chung với mẹ chồng hay không thì cũng không quan trọng. Chỉ cần hợp với nhau, hợp với mẹ chồng hay là hợp với anh hay là như thế nào đó thì đều ok hết. Thế em không có quan niệm về việc sống hay là không sống chung với mẹ chồng. Dạ em rất là tốt thôi. Anh có nuôi thú cưng không? Anh có nuôi chó hay mèo không? Em thực sự là em thích nuôi thú hả? Dạ. Anh thì không thích nuôi con gì hết. Thích nuôi con vợ không à? Không thích nuôi con gì. Em thấy anh có đưa con heo chứ anh thích nuôi heo. Không, có nghĩa là nó tượng trưng cho người vợ là tay hồn chìa khóa của gia đình. Vậy anh mua anh tặng thôi chứ bình thường không thích. Nhưng mà quê nuôi rất nhiều. Dạ. Nhưng mà nếu mà em về em nuôi mèo hay em nuôi chó thì có được không? Được, nhà anh cũng nuôi. Nhưng mà có để anh không thích, trong nó cực lắm. Với lại mình, ví dụ mình nuôi nó mà mình xa nó thì cũng thương nó. Nhà anh nuôi rất là nhiều chó luôn. Em thích nuôi chó. Người miền Trung hay quan điểm về con cái lắm á. Ví dụ như là hay bắt đẻ con trai, bằng mọi giá phải có con trai đó. Thôi, hai đứa thỏa thuận coi làm sao. Em chắc chung quan điểm với anh luôn á. Hả? Chắc con gái đầu tiên anh. À vậy à. Có hai đứa quan điểm với con gái dễ thương lắm á. Mà lỡ con trai thì sao? Hả? Bình thường là con của mình thôi mà. Đúng rồi. Anh có xem đá banh không? Có. Anh xem ngoại hạng Anh không? Nói chung trong nước thì anh xem, chứ còn ví dụ thời gian đêm á, có thể là mình tranh thủ để mà mai mình làm việc nên mình không có thời gian mình xem nhiều đâu. Rồi bạn gái hát tặng bạn trai một đoạn nào đó đi, để bạn trai cảm nhận. Nhìn em, nhìn thẳng bạn gái hát nha, để xem cảm nhận thế nào. Dạ, em sẽ gửi tặng một đoạn. Mọi người vỗ tay cho em. Thương em anh treo non cao, mùa mây thu mưa tan phận mình bạc. Thương anh em lội sóng sâu, trôi hương trôi hoa tan phận nguyện. Còn chẳng trừ chi hỡi anh, hôn em ôm em cho nước tranh vinh. Ưu tình là điên khát say, hôn em ôm em sau nước tranh vinh. Trời hay đó, anh thấy rất hay. Thấy không biết hát sao thấy nhìn say đắm quá. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra lại một lần nữa con tim của mình. Kiểm tra tất cả những dòng suy nghĩ nãy giờ hai bạn nói chuyện với nhau. Vui thì có vui đó. Kiểm tra xem đây đối với mình như thế nào ha. Và mình nói lên những cái điều đó đối với người đối diện. Nghĩ đi bạn. Nào. Nhìn thẳng vào nhau. Rồi bạn trai nói trước đi. Anh nghĩ là chúng ta đến đây cũng một cái gì nên mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau và tiến xa nhau. Câu đó quen rồi. Bây giờ bạn đang nghĩ trong lòng cái gì nãy giờ về người đối diện? Và mình mong cứ muốn cái gì? Nói thật những gì mình suy nghĩ. Không cần những cái câu quen thuộc như thế.
nhìn em là anh thấy rất là thích. Không phải vì cái tên hay là thế nào, nhưng mà ngang cách được chúng ta được. Nếu mà cảm nhận về anh tốt thì em nên cho anh cơ hội để tìm hiểu em. Bạn gái có muốn nói gì không? Dạ, em nghĩ em sẽ nói sau. Rồi, không cần nói, quyết định sau như thế đủ rồi. Yeah. Ha. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Để tay vào nút bấm đi chàng trai. Okay. Quyền quyết định bấm nút hay không bấm nút là do các bạn. Chúng ta đã được chương trình tạo cho cái duyên rồi. Cái phần là do các bạn quyết định. Các bạn đã nghe ý kiến của người thân rồi. Bây giờ chính chúng ta phải làm theo mách bảo của con tim. Nút là hẹn hò để tìm hiểu tiến tới hôn nhân các bạn nhé. Nếu chúng ta không rung động, chúng ta không bấm. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng nha. Dạ. Rồi, nắm tay nhau nắm nào. Tay nhau đi nào. Đó. Nói gì được với hai bác đi. Xin hai bác cho con hôn em một cái. Chấp nhận đó. Men không? Dạ. Men gì? Men không? Sao em biết men? Mới hôn cái là men gì? Không. Thôi bây giờ ẩm bằng gái lên thử rồi nổi. Nổi gì em nghĩ là ẩm thử có hành động có lãng mạn không? Dứt khoát dứt điểm thôi. Ồ. Ờ để xuống cho nằm vậy. Luyện gì vậy, luyện con heo vậy? Ẩm tôi để thôi. Xuống làm cái bịch vậy á. Thôi, đây là giữ cái kỷ niệm. Trời ơi, hai đứa. Hai đứa nhìn mắc cười quá.